Con bên Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự. Vì Chúa là Đấng tròn to, tròn lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là Đấng tròn to, tròn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nan chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phán nghịch lối cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghép mọi tội con trên hết mọi sự. Con dâng lòng Chúa cái và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dìm tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Năm Mầu Nhiệm sáng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, ta hãy xin cho được sông xứng đang làm con cái Chúa. Lạy Cha, con ở trên trời, con nguyện dân Cha ca sáng, Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con ra trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ mọi người được. Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ mọi người được. Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana, ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Người. Lạy Cha, con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ
con ở chúng con, xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, ơn Chúa trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, ơn Chúa trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, ơn Chúa trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, ơn Chúa trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, ơn Chúa trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, ơn Chúa trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, ơn Chúa trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, ơn Chúa trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, ơn Chúa trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, ơn Chúa trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ ba thì ngắm đỡ Chúa Giêsu giao giảng nước trời và kêu gọi sám hối, ta hãy xin cho được hoan cải và đón nhận tin mừng. Lạy Cha con ở trên trời, chúng con nguyện dân Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con ta kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ra sức cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Trời hộ xóm con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Trời hộ xóm con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Trời hộ xóm con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Trời hộ xóm con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Trời hộ xóm con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Kính mừng Maria đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà hộp phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ ơi trời con có là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà hộp phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ ơi trời con có là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ ơi trời con có là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ ơi trời con có là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ ơi trời con có là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng giản Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã trước vô cùng và bây giờ và hằng có vài đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn gần lên lòng Chúa thương xót hơn. Chúng con này ơn Đức Chúa Thánh Thần thiên niên sáng ngang vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và được nhờ kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống xưa đây mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ. Vì vậy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc này vì công việc vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo bên ở đời này cho ngày sau được lên thiên đàng xem thay mặt Đức Chúa Trời hương phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tăng và lòng lành vô cùng đã phán đưa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kinh mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng lên con và cho con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con mà con đã cả lòng phán nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa khi con no buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự con dốc lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa gì
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy ăn năn thông hối, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm để chúng ta cùng xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn lời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dành Thiên Chúa trên các tầng trời. Và mình đang dưới thế cho người hiền tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra,
Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, Người là đấng hàng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách huấn ca. Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn, thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng. Càng làm lớn, con càng phải tự hạ. Như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa, vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao, người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường. Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa, vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó. Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ, kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Thiên Chúa, từ bi nhân hậu, xin ban cho kẻ khó nghèo có chỗ nương thân. Lạy Thiên Chúa, trước mặt Chúa Trời niềm hoan lạc trào dâng, hãy hát mừng Thiên Chúa, đàn ca kính dâng Người, danh Người là Đức Chúa. Lạy Thiên Chúa, chính là Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người. Kẻ cô thân Thiên Chúa cho nhà cửa, hàng tù đầy Người trả lại tự do hạnh phúc. Lạy Thiên Chúa, Chúa, Ngài đổ mưa nhân hậu, gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi, Ngài đã bổ sức cho. Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu, Ngài cũng luôn nâng đỡ, bởi vì Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo. Lạy Thiên Chúa, từ bi nhân hậu, xin ban cho kẻ
bài trích thư gửi tín hữu Hebri: Thưa anh em, khi tới cùng Thiên Chúa, anh em đã chẳng tới một quả núi sờ thấy được, có lửa đang cháy, mây mù, bóng tối và giông tố, có tiếng kèn vang dậy, có tiếng nói thét gầm, khiến những kẻ nghe phải van xin đừng để lời ấy thốt ra với họ nữa. Nhưng anh em đã tới núi Sion, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Jerusalem trên trời, với con số muôn vàng thiên sứ. Anh em đã tới dự hội vui, dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa, là những kẻ được ghi tên trên trời. Anh em đã tới cùng Thiên Chúa, đứng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện. Anh em đã tới cùng vị trung gian giao ước mới là Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: Khi anh em được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Rồi Đức Giêsu nói với kẻ đã mời người rằng: Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô.
quý ông bà và anh chị em, trong tin mừng của Thánh Luca ngày hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã khiển trách người Pha-ri-siêu vì hai thói xấu. Thứ nhất là sự tham vọng, và thứ hai là sự tham lam. Chính vì muốn răn dạy mà Chúa Giêsu đã đưa ra các quy luật, có thể nói rằng quy về liên hệ đến sự ăn uống, đến đức khiêm nhường và bác ái vô vị lợi. Danh vọng và tham lam sẽ bị xét xử nghiêm khắc, còn ai sống khiêm nhường và bác ái có thể mong chờ đến ngày được tham dự tiệc trên nước thiên đàng. Vâng, trong xã hội trần thế, người ta thường nhắm chỗ cao hơn, tìm cách đưa mình lên. Nhưng trong nước của Thiên Chúa thì ngược lại, những ai khiêm nhường sẽ được chỗ nhất. Nhưng Chúa Giêsu cũng cho chúng ta thấy rằng, khi tự hạ mà Chúa Giêsu giảng dạy không bao giờ đồng nghĩa với sự chịu lụy vì sợ người khác hay vì ghét mình. Sự tự hạ phải là một lựa chọn hoàn toàn tự do, như chính Chúa Giêsu đã chọn lựa trong tinh thần phục vụ và yêu thương. Chướng ngại vật lớn nhất thường ngăn cản chúng ta tiếp nhận người khác là hàng rào của xã hội. Chúng ta tự nhiên có khuynh hướng xem những người nghèo khó hơn chúng ta như thuộc về một giai cấp xã hội khác. Chúa Giêsu đã chọn hình ảnh quen thuộc để diễn tả chân lý vĩnh cửu ấy. Khiêm nhường vốn là một trong những đặc tính tất yếu của các vĩ nhân. Chúng ta có thể giữ mình khiêm nhường bằng sự nhận biết thực tế. Dù chúng ta biết nhiều điều đến đâu đi nữa, cũng vẫn còn là ít nếu sánh với toàn bộ tri thức. Là con người, chúng ta có thể dễ dàng rơi vào cái bẫy của việc so sánh mình với người khác. Chúng ta quyết định rằng chúng ta tốt hơn họ hoặc họ tốt hơn chúng ta. Có câu chuyện được kể rằng có một người chăn chiên kia rất trung thành với vua của mình và được vua tin dùng. Cuối cùng, ông ta đã được làm đến chức tể tướng. Các quan trong triều thấy thế thì sinh lòng đố kỵ, cử người vào trình với nhà vua, tâu với nhà vua rằng ngài đã bất công khi thăng cấp cho một người chăn chiên lên làm tể tướng. Người ấy chỉ là một người nông phu hèn mọn, không có công trạng gì, nay lại làm tể tướng thì chức vụ lại cao hơn chúng tôi, quyền thế cũng hơn chúng tôi. Vậy xin ngài hãy chiếu cố xét lại cho chúng tôi được nhờ. Nhà vua liền đáp, đó là một người hết sức trung trực, người mà ta có thể tín nhiệm được 10 cả 10. Song nếu quý khanh có thể tìm ra bất cứ lỗi lầm nào mà đáng kể của người ấy, thì ta sẽ sẵn sàng nghe như lời của chư khanh mà xét lại. Vậy chư khanh cứ tự do quan sát và báo cáo lại. Sau một thời gian xem xét, họ khám phá rằng ở dinh vị tể tướng này có một căn phòng mà hàng tuần người tể tướng này thường đi vào và đóng kín cửa lại. Mỗi tuần ít là một lần, ông cũng cứ đi vào rồi đóng cửa phòng lại. Họ cho rằng vì tể tướng này
vào trong đó để làm những gì không nên làm, hoặc cất giấu những của cải tham lam của nhà vua. Vì vậy, họ đem trình sự việc cho nhà vua rõ. Nhà vua nghe vậy thì bảo với họ: vậy thì các khanh cứ vào trong phòng của người ấy lục soát cho kỹ, xem người ấy đi vào đó làm gì. Vâng lệnh nhà vua, họ đến dinh tể tướng, tháo tung cửa đi vào căn phòng đặc biệt ấy và lục soát. Nhưng họ chỉ thấy trong căn phòng ấy chỉ treo một đôi giày cũ và một chiếc áo rách, chẳng có một gì khác ngoài đôi giày và chiếc áo rách ấy. Thấy kỳ quái, họ liền về tâu với nhà vua để nhà vua biết sự việc. Nhà vua đã truyền cho vị tể tướng đến và hỏi sự việc. Thì viên tể tướng ấy đã trả lời: tâu bệ hạ, đôi giày cũ và chiếc áo rách ấy là giày và áo của tôi lúc còn chăn chiên. Tôi để những vật ấy trong phòng riêng, mỗi tuần vào đó nhìn lại một lần, để đừng quên rằng tôi vốn xuất thân từ chỗ hàn vi, không có tài đức gì để đáng so sánh với địa vị cao trọng ngày nay. Tôi làm thế để giữ lòng khiêm nhu trong mọi sự, hầu cố gắng cho được xứng đáng với sự tín nhiệm và ân huệ của nhà vua đã ban cho tôi. Vâng, quý ông bà và anh chị em, chắc chắn nơi mỗi người chúng ta trải qua biết bao nhiêu năm tháng thăng trầm trong thế sự của đất nước và trong đời sống chúng ta cho đến ngày hôm nay nơi đất nước này. Chắc chắn chúng ta cũng nhớ lại thân phận hèn mọn, sự yếu đuối, những khó khăn mà chúng ta đã vượt qua để đến ngày hôm nay. Có lẽ con cháu của chúng ta cũng đã gặt hái được biết bao nhiêu những thành quả rất tốt đẹp. Chúng ta vẫn được nghe trên mass media về những sự thăng tiến của giới trẻ ngày hôm nay, của ngay cả quý ông bà và anh chị em. Có những người đã rất thành công và đã vẫn tiếp tục để góp công góp sức xây dựng đất nước nơi chúng ta đang sinh sống, xây dựng giáo xứ nơi thân thương mà chúng ta đã cùng nhau góp sức gầy dựng trong trên 40 năm vừa qua. Chắc chắn những ân sủng đó là những việc mà chúng ta cảm thấy rất vinh hạnh để có được đến ngày hôm nay. Nhưng Chúa vẫn muốn chúng ta phải giữ lòng khiêm tốn, vẫn phải có sự bác ái trong đời sống hàng ngày. Đấy là lời mời gọi. Khiêm tốn như Đức Giê-xu không phải là sự hèn nhát, nhưng trái lại là sự dũng mãnh và can đảm, dám hạ mình để phục vụ, giúp đỡ, yêu thương, bác ái. Khiêm tốn như Đức Giê-xu không phải là một việc nô lệ, nhưng trái lại để phục vụ, để có được đầy đủ tình yêu, một thái độ hoàn toàn tự do và cao quý. Khiêm tốn hạ mình phục vụ là thoát ra khỏi cái tôi ích kỷ chật hẹp để đi vào con đường tự do thanh thang mà chính Thiên Chúa muốn cho chúng ta, để dẫn bước chúng ta vào nước trời. Tất cả mọi người chúng ta được mời gọi để dự tiệc thánh thể. Vâng, chúng ta không có đủ công trạng, nhưng chúng ta đều được mời gọi
gia đình, con cháu của chúng ta. Tất cả mọi người đều được mời gọi, không phân biệt chủng tộc, phái tính, tuổi tác hay địa vị trong xã hội. Chúa Giêsu Kitô đã hiến thân để trở nên mọi sự cho mỗi người chúng ta, cho mọi người. Chúng ta nguyện xin Chúa Giêsu, xin Chúa tiếp tục dạy chúng con biết sống vô vị lợi, biết sống bác ái, sống hiến dâng như Chúa đã sống và mời gọi mỗi người chúng con sống theo Chúa, sống giống như Chúa. Amen. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải từ tạo thành, đồng bản thể với Thiên Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Anh chị em thân mến, những việc lành chúng ta làm có thể chưa được đền đáp trong đời này, nhưng chắc chắn sẽ được ban thưởng vào ngày kẻ chết sống lại. Với ước mong được quên mình, khi thực thi các việc lành Chúa dạy để được hưởng phúc trong ngày sau hết, chúng ta khiêm tốn dâng lên Chúa lời nguyện xin: Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Xin cho các mục tử trong giáo hội luôn chu toàn sứ mạng Chúa giao phó,
rao giảng lời Chúa bằng lời nói, sống hiền lành và khiêm nhường. Qua đó mọi người nhận ra gương mặt của Chúa là vị mục tử nhân lành. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Càng làm lớn, con phải càng tự hạ. Như thế, con sẽ được đẹp lòng Thiên Chúa. Xin cho những người lãnh đạo đất nước, tôn giáo, các vị bề trên cảm nhận được niềm vui từ nơi Chúa khi sống theo lời dạy và khôn ngoan của các bậc tiền nhân và luôn hạ mình trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe. Xin cho mọi Kitô hữu luôn biết lắng nghe lời Chúa, lời giảng dạy của các vị chủ chăn, lời khuyên bảo của các bậc cao niên và những người khôn ngoan, để chính họ cũng được khôn ngoan và sống theo ý Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Xin cho mọi người trong chúng ta luôn biết sống hạ mình qua việc nhường phần thắng và phần hơn cho người khác, để Chúa được lớn lên trong lòng của mỗi chúng ta và của mọi người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giờ đây với ít giây thinh lặng, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện thầm kín của mỗi cá nhân, gia đình và giáo xứ. Đặc biệt xin Chúa ban ơn và nâng đỡ đức tin cho mỗi chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã chỉ cho chúng con cách để sống đẹp lòng Chúa Cha trên trời. Xin cho chúng con biết lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy, sống hiền lành, khiêm nhường, bác ái, để chúng con được trở nên khôn ngoan và hưởng hạnh phúc viên mãn với Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Trôi trên bàn thờ, tâm hồn con lâng lâng.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ tôi cây cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nhớ đến cho chúng ta cùng hoàn lễ hội thánh người. Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ơn phúc, để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ, thấm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người, đạo binh các thiên thần, thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh làm, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây, họ dâng lên Chúa một hiến tế tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thừa lạy Người, chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Thank you.
Đây là mầu nhiệm đức tin. Vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ cuộc hồn hình sinh ơn cứu độ sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hàng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái thương nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bồi dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh Tử Đạo Hiển Vinh, cùng toàn thể các Thánh, vì chúng con tin tưởng các Ngài, luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con xin, nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tới Chúa là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Mikae chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lành Chúa cứu thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và chúng con
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, đây trên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành lại. Go.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin cho bí tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban muôn phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Thank you.